Chào mừng các anh chị đến với video mới ngày hôm nay. Và trong cái video này, chúng ta sẽ cùng khám phá 100 đoạn hội thoại ngắn cơ bản thông dụng phần 5. Mỗi một đoạn hội thoại, Thủy sẽ trình bày một cách chậm rãi và rõ ràng, kèm với phiên âm và dịch nghĩa để giúp cho các anh chị có thể luyện nghe, luyện nói và cả phần phát âm của mình. Hãy giúp Thủy nghe đi nghe lại 2 lần mỗi ngày và nhớ là đọc to thành tiếng. Thủy tin rằng các anh chị sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt trong tiếng Anh của mình. Và nếu như các anh chị thấy cái video này hay thì hãy giúp Thủy chia sẻ video này và hãy bình luận hội thoại ngắn. Thủy sẽ gửi các anh chị một cái file PDF mình tải về, mình in ra, mình học cùng với Thủy cho hiệu quả mọi người nha. Còn bây giờ, let's go! Tình huống đầu tiên, đoạn hội thoại nói về thời tiết. Cùng xem với Thủy mọi người ha. What's the weather like today? Hôm nay, thời tiết như thế nào vậy? What's the weather like today? What's the weather like today? Hôm nay, thời tiết như thế nào vậy? It's cloudy and a bit chilly. Nó thì có mây và hơi se lạnh. It's cloudy, cloudy and chilly. Nó thì có mây và hơi lạnh một chút. Do you think it will rain? Bạn có nghĩ là trời sẽ mưa không? Do you think it will rain? Will, âm này sẽ là âm y ngắn mọi người nha. Ill, will. Do you think it will rain? Bà có nghĩ là trời sẽ mưa không? The forecast, cái dự báo thời tiết ha, says there might be light rain. Dự báo thời tiết thì nói rằng sẽ có thể ha, có mưa nhẹ. Light rain là mưa nhẹ. Và các anh chị để ý nó có một cái điểm đặc biệt nha. Mình nhìn cái từ the forecast says, đúng không? Mình nhìn cái từ đó mình đừng đọc là say, mà giúp Thủy nó là âm e. Says, says. Rồi, cùng đọc với Thủy ha. The forecast says there might be light rain. Trời sẽ có thể mưa nhẹ. Tình huống thứ hai cũng là dự báo thời tiết. Cùng xem cái đoạn hội thoại này mọi người ha. What's the forecast for tomorrow? Thế cái dự báo thời tiết cho ngày mai là gì vậy? What's the forecast for tomorrow? Dự báo thời tiết ngày mai là gì? It looks like, dường như, trông như thể là, it will rain, trời sẽ có thể mưa. It looks like it will rain, như thể là trời có thể sẽ mưa. Don't forget your umbrella. Đừng quên mang theo dù của bạn nhé. Don't forget your umbrella. Don't forget your umbrella. Đừng quên mang dù của bạn nha. I'll make sure to bring one. Dạ, con nhớ là con sẽ mang đó. I'll make sure. Make sure cộng với một to verb là đảm bảo sẽ làm một cái gì đó. I'll make sure to bring one. Tôi đảm bảo là sẽ mang theo dù. Good idea. Một ý tưởng hay đó. Good idea. Good idea. It's always better to be prepared. Luôn tốt hơn khi mà mình chuẩn bị. Chuẩn bị thì bao giờ cũng tốt hơn. It's better. It's always better to be prepared. Nó luôn, luôn chuẩn bị thì sẽ luôn tốt hơn. Tình huống tiếp theo khi mình hỏi thăm một ai đó, cùng xem cái đoạn hội thoại hỏi thăm này mọi người ha. How was your weekend? Ê, cuối tuần của bạn như thế nào rồi? How was your weekend? How was your weekend? Ê, cuối tuần của bạn như thế nào rồi? It was great. Cuối tuần của tôi tuyệt lắm. It was great. Đã rất là tuyệt. I spent time with my family and relaxed. Tôi đã dành thời gian với gia đình của mình và thư giãn nghỉ ngơi. I spent time with my family and relaxed. Và thư giãn. I spent time with my family and relaxed. Tôi đã dành thời gian với gia đình của mình và thư giãn. Sounds nice. Oh, nghe tuyệt quá ha. I went hiking with friends. Tôi thì đi leo núi với bạn của mình. I went hiking with my friends. Tôi thì đi leo núi với những người bạn của mình. That sounds like a lot of fun. Oh, chắc là sẽ thú vị lắm đây ha. Did you have a good view? Thế bạn có cái nhìn thấy được cảnh đẹp hay không? Did you, nối âm, did you? Did you have a good view? Bạn có nhìn được cái thấy cảnh đẹp hay không?
Yes, the view from the top was amazing. Có, đúng rồi. Cái quang cảnh ha, nhìn từ trên đỉnh xuống, nhìn từ trên cao xuống, was amazing, thì thật sự rất là tuyệt vời. Yes, the view from the top. The view from the top was amazing, thì thật sự rất là tuyệt vời. Great, tuyệt vời. Great, tuyệt vời. Tình huống tiếp theo đó là tình huống đoạn hội thoại mua nước. Cùng xem với Thủy nha. I need to buy some water. Tôi cần mua một ít nước. I need to buy some water. Tôi cần mua một ít nước. How many bottles do you need? Thế bạn cần bao nhiêu chai nước vậy? How many bottles do you need? Bạn cần bao nhiêu chai nước vậy? How many bottles do you need? Just two bottles, please. Chỉ cần hai chai thôi. Just two bottles, please. Tôi chỉ cần hai chai mà thôi. Here you go. Đây nè, của bạn đây nè. That'll be $2. Nó sẽ là $2 nha. That'll be $2. $2 bạn nha. Tình huống tiếp theo, mua hoa. Cùng xem với Thủy nha. I like to buy a bouquet of roses. Tôi muốn mua một bó hoa hồng. Ở đây nó sẽ sử dụng một cái cụm từ ha, một bó hoa ha. A bouquet of roses. I like to buy a bouquet of roses. Tôi cần mua một bó hoa hồng. That will be $25. Nó sẽ là $25 nha. That will be $25. $25 bạn nha. Would you like to add a card? Thế bạn có muốn thêm một cái thiệp hay không? Would you like to add thêm vào a card là một tấm thiệp. Bạn có muốn thêm vào một tấm thiệp hay không? Would you like to add a card? Bạn có muốn thêm vào một tấm thiệp hay không? Yes, please. Write happy birthday on it. Có, làm ơn ạ. Hãy viết giùm tôi chữ happy birthday, chúc mừng sinh nhật ở trên nó nhé. Yes, please. Write happy birthday on it. Hãy viết chữ happy birthday ở trên nó nha. Sure, I'll have it ready in a few minutes. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng trong vòng vài phút nhé. Sure, I'll have it ready. Have it ready. Tôi sẽ chuẩn bị nó sẵn sàng. In a few minutes. Trong vòng một vài phút. In a few minutes. Trong vòng một vài phút. Tình huống tiếp theo, hỏi giá tiền. Cùng xem với Thủy nha. Những cái bông hoa cúc này nè, giá bao nhiêu vậy? How much for these daisies? How much? Bao nhiêu? How much for these daisies? Những cái bông hoa cúc này giá bao nhiêu? They are $15 per bouquet. Nó sẽ tầm khoảng $15 cho mỗi bó. They are $15 per bouquet. Nó sẽ là $15 cho mỗi bó. I'll take a bouquet of daisies then. Vậy thì tôi sẽ lấy một cái bó hoa cúc. I'll take a bouquet of daisies. Great choice. Một sự lựa chọn tuyệt vời. Great choice. I'll get that ready for you. Tôi sẽ lấy nó sẵn sàng cho bạn. I'll get that ready for you. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn cho bạn đây. Tình huống tiếp theo đó là mình khen ngợi một ai đó. Cùng xem với Thủy cái tình huống này nha. Woo, these flowers are so beautiful. Ôi, những cái bông hoa này đẹp quá. These flowers are so beautiful. Những cái bông hoa này đẹp quá à. Thank you. They are fresh from the farm. Cảm ơn bạn nha. Chúng vừa mới được thu hoạch từ nông trại. They are fresh. Là tụi nó toàn là tươi mới. From the farm. Từ nông trại. Chúng được mới thu hoạch từ nông trại thôi. They are fresh from the farm. They really brighten up the room. Trời ơi, chúng thật sự làm sáng bừng cả căn phòng lên. Brighten up the room. Brighten, làm sáng lên. Và they really brighten up the room. Nó thật sự làm bừng sáng cái căn phòng lên. I'm glad to hear that. Tôi thật sự rất vui khi nghe điều này.
I'm glad to hear that. Tôi rất vui khi nghe điều này. Bây giờ mình sẽ cùng qua cái đoạn thoại thoại tiếp theo, chủ đề mùi nước hoa. Cùng xem với Thủy nha. This perfume smells amazing. Cái nước hoa này nè, cái mùi thơm quá. This perfume, nước hoa, smells, có cái mùi amazing, thơm quá. This perfume smells amazing. Thank you. It's a blend of jasmine and vanilla. Nó là cái sự kết hợp. Blend là sự hòa trộn của hoa lài và hoa và cái hương vani. It's a blend. Nó là cái sự kết hợp, sự hòa trộn. I love the jasmine notes. Tôi rất thích cái mùi hương nhài. I love the jasmine notes. It's one of my favorites too. Nó thì cũng là một trong những cái mùi yêu thích của tôi. It's one of my favorites too. Cũng là một cái mùi yêu thích của tôi. Bây giờ mình sẽ cùng qua đoạn hội thoại tiếp theo, tình huống cắt tóc. Cùng xem với Thủy ha. I'm going to get a haircut today. Hôm nay tôi dự định sẽ đi cắt tóc. Mình có một cái cụm ha. Get a haircut có nghĩa là đi cắt tóc. I'm going to get a haircut today. Hôm nay tôi sẽ đi cắt tóc. Do you have a specific style in mind? Bạn có một cái gọi là gì ta? Cái kiểu cách cụ thể nào trong đầu chưa? Bạn nghĩ ra cái kiểu tóc cụ thể nào chưa? Do you have a specific? Cái mình có cái tính từ specific có nghĩa là gì ạ? Đúng rồi, cụ thể. Và do you have a specific style in mind? Bạn có một cái kiểu nào đó cụ thể ở trong đầu hay chưa? Yes, I'm thinking of a shorter style. À, có, tôi đang nghĩ đến một cái kiểu mà ngắn hơn. A shorter style là cái kiểu ngắn hơn. Và I'm thinking of là tôi đang nghĩ về. I'm thinking of a shorter style. Tôi đang nghĩ về một cái kiểu mà nó ngắn hơn. Great choice. I'm sure it will look nice. Tôi nghĩ là nó sẽ rất là đẹp đây. Yes, great choice. Cái sự lựa chọn tuyệt vời. I'm sure. Tôi chắc chắn rằng it will look nice. Nó sẽ trông rất là dễ thương, rất là đẹp. Tình huống tiếp theo, đi làm móng. Cùng xem với Thủy ha. I'm heading to the nail salon now. Tôi đang trên đường đến tiệm salon. I'm heading to the nail salon now. Tôi đang trên đường đến tiệm làm móng. What color are you thinking of? Thế bạn đang nghĩ đến cái màu nào vậy? What color? Cái màu nào? Are you thinking of? Bạn đang nghĩ tới bạn sẽ làm vậy? I'm thinking of a bright red. Tôi đang nghĩ đến màu đỏ nhạt, à đỏ sáng sáng. I'm thinking of a bright red. Màu đỏ, đỏ nhạt, đỏ sáng. That sounds vibrant. Nghe có vẻ rực rỡ đó. I'm sure you love it. Tôi chắc là bạn sẽ thích nó đây. That sounds vibrant. I'm sure you'll love it. You'll love it. Tôi chắc là bạn sẽ thích nó. Tình huống tiếp theo, đi mua váy. Cùng xem với Thủy cái đoạn hội thoại này mọi người ha. I need to buy a new dress for a party. Tôi cần phải mua một cái váy mới cho bữa tiệc. I need to buy a new dress for a party. What color are you looking for? Thế bạn đang tìm cái màu nào vậy? What color are you looking for? Bạn đang muốn tìm màu nào vậy? I'm looking for something in blue or green. Tôi đang muốn tìm cái màu nào, hoặc là xanh lá nè, hoặc là xanh nước biển. I'm looking for, tôi đang tìm kiếm, something in blue or green. Xanh lá hoặc là xanh nước biển. Let's check out these options then. Thế thì chúng ta hãy đi thử xem một vài những cái lựa chọn này thử nha. Let's check out these options then. Vậy thì đi kiểm tra xem những cái mẫu này thử đi. Tình huống tiếp theo, thanh toán tiền. Cùng xem với Thủy nha. Tôi muốn thanh toán những cái món hàng này. I need
to pay for these items. Tôi muốn thanh toán cho những cái món hàng này. I need to pay for these items. How would you like to pay? Thế bạn muốn thanh toán bằng cách nào? How would you like to pay? Bạn muốn thanh toán bằng hình thức nào vậy? How would you like to pay? I'll pay with my credit card. Tôi sẽ thanh toán bằng thẻ tín dụng. I'll pay with my credit card. Tôi sẽ thanh toán bằng thẻ tín dụng. Great. Please insert your card here. Tuyệt. Hãy vui lòng cho thẻ của bạn vào đây nhé. Please insert your card here. Great. Please insert your card here. Làm ơn, hãy vui lòng cho thẻ của bạn vào đây nha. Tình huống tiếp theo đó là tình huống khi mình gặp cái máy in bị trục trặc. Hãy cùng xem với Thủy cái đoạn hội thoại này mọi người nha. The printer isn't working properly. Cái máy in này nè, nó làm việc, nó không có bình thường, nó hoạt động không bình thường. The printer isn't working properly. I'm sorry to hear that. Tôi rất tiếc về điều này. I'm sorry to hear that. Can you describe the issue? Can you describe? Describe là mô tả. The issue, cái vấn đề. Bạn có thể mô tả cái vấn đề dùm tôi được không? Can you describe the issue? Can you describe the issue? Bạn có thể mô tả cái vấn đề giúp tôi được không? The printer keeps jamming. Nó cứ kẹt hoài à. The printer keeps jamming. Cái máy in nó cứ bị kẹt hoài à. I'll send someone to fix it. Được rồi, tôi sẽ cử người đến kiểm tra và sửa nhé. I'll send someone to fix it. Tôi sẽ cử người đến sửa cho bạn nha. Tình huống tiếp theo đó là tình huống nhờ giúp đỡ. Cùng xem với Thủy ha. Can you help me with the reports? Bạn ơi, giúp tôi cái bản báo cáo này với. Can you help me with this report? Bạn giúp tôi cái bản báo cáo này với. Sure, what do you need help with? Thế bạn cần giúp đỡ cái gì nè? Sure, what do you need help with? Thế bạn cần giúp đỡ cái gì nào? I need to format it and check for errors. Chắc là tôi cần phải định dạng lại nó và kiểm tra xem lỗi thử. I need to format it and check for errors. Và kiểm tra xem có lỗi gì không. I can help with that. Ok, tôi có thể giúp bạn được. I can help with that. Tôi có thể giúp bạn được. I need to format it and check for errors. I can help you with that. I can help with that. Tôi có thể giúp được bạn. Tình huống tiếp theo đó là mua đồ ăn vặt. Cùng xem với Thủy nha. I need to buy some snacks for the trip. Tôi cần mua đồ ăn nhẹ cho chuyến đi. I need to buy some snacks. Âm A-E mọi người nha. A-A. Snacks for the trip. I need to buy some snacks for the trip. Tôi cần mua một số đồ ăn vặt cho chuyến đi. What kind of snacks are you looking for? Thế bạn đang cần tìm cái loại đồ ăn vặt nào vậy? What kind of snacks are you looking for? Bạn đang cần tìm cái loại đồ ăn vặt nào vậy? I'm looking for something sweet and salty. Tôi muốn tìm cái đồ gì mà nó ngọt và mặn mặn. I'm looking for something sweet and salty. Ngọt và mặn mặn. Here are some options for you. Đây, có một vài cái sự lựa chọn cho bạn đây. Here are some options for you. Có một vài cái lựa chọn cho bạn đây. Tình huống tiếp theo đó là tình huống khi mà máy tính nó gặp trục trặc. Cùng xem với Thủy ha. My computer keeps crashing. Cái máy tính của tôi nó cứ bị treo hoài à. My computer keeps crashing. Máy tính nó cứ bị đơ hoài à. Have you tried restarting it? Thế bạn đã thử khởi động lại chưa? Ở đây thì mình ôn cái động từ khởi động lại ha. Restart, restart. Và bạn đã thử làm cái gì đó chưa? Have you tried? Have you tried restarting it? Thế bạn đã thử khởi động lại máy chưa? Yes, but it still crashes. Nhưng mà nó cứ
đờ hoài à? Nó cứ treo hoài à? Yes, but it still crashes. Crashes, máy bị treo. It still crashes, nhưng mà máy cứ bị treo hoài à? I'll have a technician look at it. Ok, tôi sẽ nhờ kỹ thuật viên xem thử nhé. Technician, đó là nhân viên kỹ thuật. Và mình sẽ nhờ ai đó làm một cái gì đó. Mình have someone do something. I'll have a technician look at it. Tôi sẽ nhờ một anh kỹ thuật viên kiểm tra cho bạn nhé. I'll have a technician look at it. Tôi sẽ nhờ kỹ thuật viên xem nó giùm cho bạn nha. Tình huống tiếp theo, hoàn tiền. Cùng xem với Thủy ha. I need to get a refund for this item. Tôi muốn yêu cầu hoàn tiền cho cái mặt hàng này. I need to get a refund for this item. Refund, hoàn trả, hoàn tiền. I need to get a refund for this item, cho cái món hàng này. What seems to be problem with it? Thế cái vấn đề của cái này là gì vậy? What seems to be the problem with it? Thế cái vấn đề của cái này là gì vậy? What seems to be? Cái vấn đề là gì vậy? It's not working as expected. Nó không có hoạt động như là mình mong đợi. It's not working as it expected. Nó không có hoạt động như là tôi mong đợi. It's not working as expected. Nó thì không hoạt động như là tôi mong đợi. I'm sorry about that. Tôi xin lỗi bạn nghe. I'll process your refund. Chúng tôi sẽ tiến hành hoàn tiền. I'll process your refund. Tôi sẽ tiến hành hoàn tiền. I'm sorry about that. I'll process your refund. Chúng tôi sẽ tiến hành hoàn tiền. Tình huống tiếp theo, mất điện. Cùng xem với Thủy nha. The power is out in my apartment. Chung cư của tôi bị mất điện rồi. The power is out in my apartment. Âm o trong chữ apartment. The power is out in my apartment. Căn hộ của tôi thì mất điện rồi. That's frustrating. Trời ơi, sao mà bực mình dữ vậy? That's frustrating. Frustrating. Sao mà bực mình dữ vậy? Do you know when it will be back? Bạn có biết khi nào có điện lại không? Do you know when it will be back? Bạn có biết khi nào nó sẽ trở lại không? When it will be back. They said it might take a few hours. Người ta nói rằng nó sẽ mất tầm vài tiếng. They said it might take a few hours. Họ nói rằng nó sẽ mất tầm vài tiếng. I hope it comes back soon. Tôi hy vọng là sẽ sớm có thôi. I hope it comes back soon. Tôi hy vọng là nó sẽ có sớm thôi. I hope it comes back soon. Tình huống tiếp theo, điện thoại hết pin. Cùng xem với Thủy nha. My phone is dead. Điện thoại của tôi hết pin rồi. My phone is dead. Các anh chị lưu ý, âm này sẽ là âm own. Phone. A-O-own. Phone. My phone is dead. Điện thoại của tôi hết pin rồi. Do you have a charger? Thế bạn có sạc không? Do you have a charger? Charger là cái sạc điện thoại mọi người nha. Và do you have a charger? Bạn có cái sạc điện thoại nào không? I left my charger at home. Tôi bỏ quên cái sạc điện thoại ở nhà rồi. I left. Tôi đã để my charger at home. Cái điện sạc điện thoại của tôi ở nhà rồi. You can borrow mine if you need it. Bạn có thể mượn cái của tôi nếu như bạn cần nhé. You can borrow mine if you need it. Bạn có thể mượn, borrow, động từ mượn. Mine có nghĩa là my phone if you need it, nếu như bạn cần. Tình huống tiếp theo đó là mua điện thoại mới. Cùng xem với Thủy ha.
I'm thinking about buying a new phone. Tôi đang nghĩ về việc sẽ mua một cái điện thoại mới. Điện thoại mới ha, mình sẽ có một cụm là a new phone. Và tôi đang nghĩ về việc, mình sẽ có một cái động từ think đi với từ of. Think of là nghĩ về. Tôi đang nghĩ về việc sẽ mua một cái điện thoại mới. I'm thinking about buying a new phone. I'm thinking about buying a new phone. What features are you looking for? Thế bạn đang cần tìm những cái tính năng nào? Ở đây thì mình học cái danh từ feature là tính năng và what features là những cái tính năng nào are you looking for mà bạn đang tìm kiếm vậy? What features are you looking for? Những cái tính năng nào mà bạn đang cần tìm kiếm vậy? Tiếp tục ha, tôi muốn mua một cái camera điện thoại mà có camera tốt và có cái pin hơi trâu. Pin trâu là gì? Cùng coi với Thủy ha. I need a good camera. Good camera là có cái camera tốt and long battery life là cái pin pin thời hạn sử dụng lâu, pin trâu á. Tiếng Việt là pin trâu, còn tiếng Anh là cái thời gian sử dụng pin lâu á, long battery life. Long battery life. I need a good camera and long battery life. I can recommend a few models for you. Tôi có thể gợi ý cho bạn. Gợi ý, đề xuất, mình sẽ có cái động từ là recommend. I can recommend a few models for you. Tôi có thể gợi ý cho bạn, đề xuất cho bạn một vài mẫu. A few models for you. Tình huống tiếp theo nói về cái đồ uống mà mình yêu thích. Cùng xem với Thủy ha. My favorite drink is milk. Cái món yêu thích của tôi á, đó là sữa. My favorite drink is milk. Món đồ uống yêu thích của tôi là sữa. I love milk too. Tôi cũng thích sữa. It's so nutritious. Nó rất là dồi dào dinh dưỡng, rất là bổ dưỡng. I love milk too. It's so nutritious. Nó rất là dồi dào chất dinh dưỡng. Do you prefer it cold or warm? Thế bạn muốn uống nó nóng, lạnh hay là muốn uống ấm? Do you prefer? Prefer là thích hơn. Do you prefer it cold or warm? Bạn muốn nó lạnh hay là nó ấm? I prefer it cold. It's refreshing. Nó thì cảm giác rất là tươi mới. Especially in summer. Đặc biệt là vào mùa hè. Especially in summer. Đặc biệt là vào mùa hè. I prefer it. Nói âm. I prefer it cold. It's refreshing. Nó rất là sáng khoái, rất là tươi mới. Especially in summer. Đặc biệt là vào mùa hè. I usually drink it warm before bed. Tôi thì thường hay uống nó ấm trước khi mà đi ngủ. I usually drink it. Nói âm drink it warm before bed. Tôi thường uống ấm trước khi mà đi ngủ. I usually drink it warm before bed. That's a great idea for a good night's sleep. Nó là một ý tưởng hay trước khi mà đi có một giấc ngủ ngon. That's a good idea for a good night's sleep. Một cái giấc ngủ ngon ha. A good night's sleep. That's a good idea for a good night's sleep. Nó là một ý tưởng hay cho một giấc ngủ ngon. Tình huống tiếp theo đó là mình nói về cái món ăn mà mình yêu thích. Cùng xem với Thủy ha. What's your favorite food? Món ăn yêu thích của bạn là gì? What's your favorite food? What's your favorite food? Món ăn yêu thích của bạn là món gì vậy? I really enjoy sushi. Tôi rất là thích cái món sushi. I really enjoy sushi. Tôi thích cái món sushi lắm. I like sushi as well. Tôi cũng thích giống bạn đó. Tôi cũng thích sushi đó. I like sushi as well. Have you tried the new sushi place downtown? Ê, thế là bạn đã thử cái quán sushi mới ở trung tâm chưa? Have you tried? Bạn đã thử chưa? Have you tried the new sushi place? Cái quán bán sushi mới downtown ở vùng trung tâm chưa? Have you tried the new sushi place downtown?
No, I haven't. Chưa, tôi chưa thử. No, I haven't. Is it good? Nó có ngon không? Is it good? Món nó có ngon không? Yes, it's fantastic. Có, tuyệt vời lắm. You should definitely try it. Bạn chắc chắn, nhất định là phải thử. Yes, it's fantastic. Fantastic. Nó rất là tuyệt vời. You should definitely try it. Bạn chắc chắn, nhất định là phải thử. You should definitely try it. Bạn nhất định là phải thử nó nha. Tình huống tiếp theo đó là tình huống tổ chức một bữa tiệc. Cùng xem với Thủy ha. I'm planning a small party at my house. Tôi dự định ha, tôi lên kế hoạch. Plan là tôi dự định tổ chức một cái a small party là một cái bữa tiệc nhỏ nhỏ. At my house, ở tại nhà tôi. I'm planning. Các anh chị để ý ha, âm này là âm A-E, A-A, plan. I'm planning a small party at my house. That sounds fun. Oh, nghe hay đó. What's the occasion? Thế có cái dịp gì vậy? That sounds fun. What's the occasion? Có cái dịp gì vậy? Dịp gì ha? Occasion. Nhân dịp gì vậy? What's the occasion? Nhân dịp gì vậy? It's just a casual get together with my friends. Nó chỉ là một cái buổi gặp mặt thân mật với bạn của tôi thôi. It's just a casual. Casual. Casual get together. Nguyên một cái cụm get together là kiểu như tụ hội đó. Nó chỉ là một cái cuộc gặp mặt thông thường. Casual, bình thường, thường lệ. With friends, với bạn bè mà thôi. Sounds like a great time. Nghe tuyệt quá ha. Sounds like a great time. Chắc là một cái khoảng thời gian cũng tuyệt vời á ha. Tình huống tiếp theo đó là tình huống tắc đường. Cùng xem với Thủy cái đoạn hội thoại nói về chủ đề tắc đường này nhé. Hey, I'm stuck in traffic again. Tôi lại bị kẹt xe nữa rồi. I'm stuck in traffic again. Ở đây mình học một cụm ha. Be stuck in traffic. Stuck in traffic có nghĩa là kẹt xe. Và tôi bị mắc kẹt xe nữa rồi. I'm stuck in traffic again. How long have you been waiting? Thế bạn đã chờ được bao lâu rồi? How long have you been waiting? Bạn chờ bao lâu rồi? How long have you been waiting? I've been in traffic for almost an hour. Tôi đã bị kẹt xe gần một giờ đồng hồ rồi. I've been in traffic for almost an hour. For almost an hour. Một giờ đồng hồ rồi. I hope it clears up soon. Tôi hy vọng là nó sẽ sớm thông thoáng thôi. I hope. Các anh chị để ý dùm Thủy nghe. Cái từ hope nó sẽ là âm ơ-u ha. O, hope. I hope it clears up soon. Tôi hy vọng là nó sẽ thông thoáng sớm thôi. Tình huống tiếp theo đó là tình huống gọi taxi. Cùng xem cái đoạn hội thoại này nha. Can you call a taxi for me? Gọi taxi. Call a taxi. Call a taxi. Taxi. Và bạn có thể gọi giùm tôi một cái chiếc taxi được không? Can you call a taxi for me? Can you call a taxi for me? Sure, I'll arrange one for you. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp một cái taxi cho bạn. I'll arrange one for you. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp taxi cho bạn nhé. Thế mất bao lâu thì taxi mới tới? How long? Mất bao lâu? Will it take for the taxi to arrive? Arrive là đến. Và mất bao lâu ha? Nó take ai đó bao nhiêu thời gian? To verb. Thì trong trường hợp này, how long will it take for the taxi driver to arrive? Đến. It should be here in about 15 minutes. Taxi sẽ đến trong khoảng 15 phút nữa. It should be here in about 15 minutes. Chắc là sẽ đến trong tầm khoảng 15 phút nữa. It should be here in about 15 minutes. Chắc là taxi sẽ đến trong tầm khoảng 15 phút nữa. Tình huống tiếp theo ha, đó là tình huống mình khen ngợi một ai đó. Các anh chị cùng xem với Thủy nha. You look really pretty today.
Ồ, hôm nay trông bạn dễ thương quá ha. You look really pretty today. You look really pretty today. Thank you. Do you like my outfit? Cảm ơn bạn nghe. Thế bạn có thích cái trang phục của tôi không? I love your dress. Tôi thích cái váy của bạn nha. It's very stylish. Stylish có nghĩa là nó rất là thời trang, rất là phong cách. Và tôi thích cái váy của bạn. I love your dress. I love your dress. It's very stylish. Nó rất là phong cách. It's very stylish. Rất là phong cách đó nha. I'm glad you like it. Tôi rất vui khi bạn thích nó. I'm glad you like it. I just got it last week. Tôi chỉ mới mua nó vào cuối tuần rồi. Tuần rồi ha. I just got it last week. Tôi chỉ mua nó tuần trước. Tình huống tiếp theo, mệt mỏi, cùng xem với Thủy ha. I'm so tired from staying up late. Tôi quá mệt. Vì sao ạ? À? Vì staying up late là bị thức khuya. Ở đây thì mình lại ôn cái cấu trúc ha, mình tired from một cái hoạt động nào đó. Tức là mình cảm thấy mệt sau khi mà mình làm, tức là do cái hoạt động đó. Thì ví dụ nha, I'm so tired from staying up late là tôi cảm thấy mệt mỏi vì thức khuya. You should try to get some rest. À, bạn nên cố gắng nghỉ ngơi chút đi. You should try to get some rest. Get some rest. Get rest có nghĩa là mình nghỉ ngơi một chút và bạn nên thử ha, bạn nên thử nghỉ ngơi chút đi. Bạn nên cố gắng nghỉ ngơi chút đi. You should try to get some rest. I couldn't fall asleep until 3 a.m. Tôi đã không thể nào ngủ cho đến khi mà 3 giờ sáng. I couldn't fall asleep. Fall asleep là chìm vào giấc ngủ. Tôi đã không thể nào ngủ được mãi cho đến tận 3 giờ sáng. I couldn't fall asleep until 3 a.m. Tôi đã không ngủ được mãi cho đến 3 giờ sáng. Maybe a nap could help. Chắc là một giấc ngủ ngắn bây giờ này có thể giúp được bạn đó. Maybe a nap. Nap, âm AE mọi người nha. Nap có nghĩa là một giấc ngủ ngắn chợp mắt. Chợp mắt chút xíu đi, chắc nó giúp được bạn đó. Maybe a nap could help. Một giấc ngủ chợp mắt sẽ giúp được bạn đó. Tình huống tiếp theo đó là mình mặc cả khi mình đi mua quần áo. Cùng xem với Thủy ha. Can you give me a discount on this shirt? Bạn có thể giảm giá cho tôi cái áo này được không? Can you give me a discount. Mình có một cái cụm ha, give a discount có nghĩa là giảm giá. À, give me a discount on the shirt là bạn có thể giảm giá cho tôi cái áo này được không? I can offer you 10% off. Ok, tôi giảm cho bạn 10%. I can offer you 10% discount ha, off. Tôi có thể giảm cho bạn 10%. Offer bao nhiêu đó off. I can offer you 10% off. How about a lower price if I buy two? Thế có thể nào mà mua hai giá thì giá thấp hơn, mua hai cái thì giá thấp hơn được không? How about a lower price, cái giá thấp hơn, if I buy two, nếu mà tôi mua hai cái thì có giá thấp hơn không? How about a lower price if I buy two, nếu mà tôi mua hai cái. I can give you a 15% discount for buying two. Tôi sẽ giảm cho bạn ha 15% nếu như bạn mua hai. I can give you a 15% discount for buying two. Nếu như mà bạn mua hai cái. I can give you a 15% discount for buying two. Nếu như bạn mua hai cái. Tình huống cuối cùng nha, đó là mình rủ ai đó đi ăn tối. Cùng xem với Thủy ha. Would you like to go out for dinner tonight? Ê, bạn có muốn ra ngoài ăn vào tối nay không? Would you like to go out for dinner tonight? Would you like to go out for dinner tonight? Bạn có muốn ra ngoài ăn tối vào tối nay không? That sounds great. Nghe tuyệt đó. Where should we go? Thế chúng ta nên đi đâu đây? Where should we go?
That sounds great. Where should we go? Chúng ta nên đi đâu đây? I'm thinking of trying a new restaurant. Tôi nghĩ là nên thử một cái nhà hàng mới đi. I'm thinking of, cộng một verb in. Tôi đang cân nhắc, tôi đang nghĩ. I'm thinking of trying a new restaurant. Thử một cái nhà hàng nào mới. I'm thinking of trying a new restaurant. I'm in. Ok, tôi tham gia. Let's check it out. Thử quán đó đi. I'm in. Let's check it out. I'm in. Let's check it out. Thử cái quán đó đi. Và nếu như mà các anh chị mình đang bế tắc vì mình không giỏi giao tiếp tiếng Anh, mình không có nghe tốt, mình cũng không nói tốt, mình nói mà người khác không có hiểu, hoặc là người khác nói mà mình cũng không hiểu, thì Thủy có một giải pháp dành tặng cho mình. Cái mục đích đó là Thủy muốn giúp các anh chị có thể làm chủ được nghe, nói tiếng Anh một cách nhanh chóng, mình tiết kiệm thời gian với một mức chi phí thấp nhất. Vì sao Thủy có thể giúp được các anh chị ? Thủy là sáng lập của trung tâm tiếng Anh Kids English, cũng là tác giả của bộ sách Boom English và là giảng viên của hơn 20 khóa học tiếng Anh online cho người đi làm, cho người làm kinh doanh, cho bố mẹ bỉm sữa hay là cho người Việt ở nước ngoài. Có hơn 30.000 học viên đã và đang theo học online tính đến thời điểm hiện tại. Và đây là một vài nhận xét của các anh chị học viên. Chị Chiến, học viên VIP Code, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cô Thủy và giáo viên Kids English đã hướng dẫn suốt thời gian qua. Dù bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng học mỗi ngày và cảm thấy hứng thú hơn là bao giờ hết. Việc luyện tập có lẽ là vất vả nhưng mà nó đã giúp tôi tiến bộ rất nhiều. Cảm ơn vì đã động viên và giúp đỡ tôi. Hy vọng sẽ có thêm nhiều học viên khác cũng đạt được thành công như tôi trong việc học tiếng Anh. Hay như là anh Ngọc, tôi đã tham gia nhiều khóa học trước đây nhưng mà không có một khóa nào mang lại cái cảm giác hài lòng như khóa VIP này. Hệ thống học online phù hợp với tôi vì công việc của tôi rất là bận rộn. Cô Thủy và các bạn hỗ trợ trợ giảng rất nhiệt tình. Mặc dù khóa này có chi phí cao, nhưng đối với tôi, nó xứng đáng để đầu tư. Đây là một giải pháp cực kỳ hoàn hảo dành tặng cho các anh chị. Thứ nhất là mình sẽ học theo một lộ trình chi tiết, rõ ràng, thông qua cái hệ thống video đã được Thủy quay sẵn. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ có một giáo viên đồng hành cùng mình mỗi ngày luôn. Giáo viên sẽ hỗ trợ luyện nghe, luyện nói, thực hành và sửa lỗi phát âm cho bạn mỗi ngày. Và cứ cuối tuần thì cô lại gặp mình để mà có thể hỗ trợ ôn bài cho mình những gì mình đã học trong tuần vừa rồi, để đảm bảo thứ nhất là mình có người đồng hành, mình có động lực học. Cái thứ hai nữa là mình biết mình chưa đúng chỗ nào và cái cách nào để mình có thể cải thiện một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Cái chương trình này nó mang tên là Listening and Speaking Coaching, huấn luyện viên nghe nói. Và đây là một chương trình mà nhất định các anh chị phải tham gia. Vì sao mình nên tham gia? Đã có hàng ngàn học viên đã tham gia chương trình này và họ tạo ra cái sự đột phá trong tiếng Anh trong một thời gian ngắn. Và họ làm được thì Thủy tin các anh chị hoàn toàn có thể làm được. Đây là một phản hồi của chị học viên. Khóa học của Thủy thực sự làm thay đổi cách phát âm và tư duy học tiếng Anh của mình. Trước đây, mình cảm thấy không có tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài do vốn từ vựng và phát âm kém. Nhưng mà sau khi tham gia khóa học, tôi đã nhận thấy được sự tiến bộ rõ rệt, sự hỗ trợ và động viên từ cô Thủy và đội ngũ giúp tôi vượt qua được khó khăn đó. Tôi rất biết ơn và hy vọng những người khác cũng sẽ có trải qua những trải nghiệm tích cực như tôi đã có. Hay như là bạn Dung, tôi đã từng mất tự tin khi nói tiếng Anh với người nước ngoài vì phát âm mình không chuẩn. Nhưng mà sau khi tham gia khóa học này, tôi đã nhận ra rằng phát âm mình hoàn toàn có thể cải thiện được nếu như mà mình có một phương pháp đúng đắn. Cảm ơn cô Thủy đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình. Tôi thật sự hài lòng hơn và tự tin hơn khi giao tiếp tiếng Anh. Và rất nhiều những học viên khác cũng đã cho Thủy những phản hồi vô cùng tích cực. Các anh chị có thể xem thêm những cái video ở đường link ở trong phần mô tả dưới cái video này. Đường link ở trong phần mô tả dưới video này các anh chị nha. Chương trình này nó sẽ dành cho ai ? Đây là một chương trình coaching online 1-1, rất phù hợp với thứ nhất là những anh chị đang đi làm bận rộn, hoặc là những anh chị đang làm kinh doanh, hay bố mẹ bỉm sữa, hay là người Việt ở nước ngoài. Mình chỉ cần dành ra 15 phút mỗi ngày, mình học mọi lúc, mọi nơi, ôn đi ôn lại nhiều lần. Vô cùng tiện lợi, dễ dàng mà hiệu quả lại cực kỳ cao. Học phí bao nhiêu ? Với mức giá cực kỳ ưu đãi, chưa đến một ly trà sữa mỗi ngày, mình sẽ được tham gia vào cái chương trình này. Mình sẽ được học online với một lộ trình chi tiết,
và rất là rõ ràng. Mình học qua video đã được Thủy quay sẵn và có một cái giáo viên vô cùng tận tâm, chuyên nghiệp, đồng hành và hỗ trợ với mình hàng ngày. Và cuối tuần thì mình sẽ tham gia những buổi hỗ trợ học viên và cô sẽ là cái người đồng hành ôn bài với mình để đảm bảo mình theo đúng được tiến độ. Và nếu mình có bất kỳ thắc mắc nào, mình cứ hỏi cô trực tiếp. Đây là một cái chương trình sẽ giúp cho bạn có thể giỏi tiếng Anh nhanh nhất, tiết kiệm được thời gian và chi phí thấp nhất. Đăng ký như thế nào ạ? Mình sẽ gọi điện hoặc là mình nhắn tin cho Thủy qua cái đường link Zalo nè, hoặc là Messenger, Thủy để ở phía bên dưới. À, dưới video này có một cái phần mô tả của video, Thủy để thông tin ở phần bên dưới để được tư vấn thêm, học hỏi hay là nhận những ưu đãi hấp dẫn ngay ngày hôm nay. Và đăng ký như thế nào ạ? Mình hãy quét cái mã ở trên màn hình này để được tư vấn thêm nè, mình học thêm, mình trải nghiệm và mình nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất ngay từ hôm nay nhé. Ta-da! Như vậy chúng ta hoàn thành xong bài học của ngày hôm nay rồi. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng Thủy. Đừng quên là hãy bấm vào nút ở giữa để subscribe, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video từ Thủy. Bấm vào nút bên trái hoặc bên phải để học các video liên quan. Nói chung là bấm vào đâu cũng được, miễn là học tiếp với Thủy là được. Bye.